tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện mới chỉ đạt 60%, có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện. Điều đáng nói là tỷ lệ mắc lao ngày càng trẻ hóa. Nhà mình có ai bị lao không ạ? Em không ai bị lao ạ. Mình có biết là mình lây lao ở đâu không? Em cũng không biết mình lây lao từ đâu ạ. Không biết mắc lao từ bao giờ và cũng chẳng biết lây từ đâu. Trong một lần đi khám sức khỏe, cô gái 20 tuổi này mới phát hiện mắc lao. Ho bình thường thôi nên không uống thuốc. Em cũng nghĩ là bệnh lao này chỉ cho người lớn tuổi, chứ còn không nghĩ là trẻ này cũng bị bệnh. Mỗi ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp mắc lao, trong đó trên 1/3 là trẻ em và thanh thiếu niên. Bệnh lao thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nguy cơ là tổn thương phổi rộng. Khi mà tổn thương phổi rộng thì bệnh nhân sẽ có những cái tình trạng suy hô hấp, khó thở, có thể có ho ra máu. Theo các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, việc tiêm vaccine phòng chống lao cho trẻ, khám sàng lọc để phát hiện sớm sẽ giúp giảm nhanh dịch tễ bệnh lao và giảm nguồn lây cho cộng đồng.